chào các bạn. Thì sáng nay anh em mình có show là múa lễ dân y ở bên Sóc Nách nha các bạn nha. Đây thì buổi sáng anh em mình qua thì chưa có khách và chưa được ăn cơm, chưa được ăn sáng luôn. Hiện tại anh em mình đang đợi, đợi người ta kêu vô ăn cơm xong thay đồ ra tiếp khách nha. Đó, một xíu nữa anh em mình thay đồ, anh em mình sẽ quay cho các bạn xem. Chúc buổi sáng tràn đầy năng lượng. Mặt mình bị cầu rồi bạn ơi. Luôn các bạn. Là anh xin nha các bạn ơi. Mày mình uống cà phê sáng để lấy tinh thần. Phê sao? Phê sữa hả? Phê đen. Phê đen. Phê sữa chứ. Phê sữa 15 ngàn, phê đen 10 ngàn. Là anh Tín nha các bạn ơi. Hello mọi người, bữa nay mình qua đây mình chạy show nha các bạn. Anh Tín bữa nay nhảy gì, nhảy giặt à? Đây mình nhảy giặt, rồng riếp. Rồng riếp. Đang sáng giờ chưa ăn gì đâu, đang ngồi đợi. Đang làm gì mà ngồi đợi. Đây. Ăn trong tụi mình có ra đón khách mà giờ chưa ăn đâu, chưa đón khách nổi. Tại ăn đấy. Đầy bụng mới nổi các bạn ơi. Đúng rồi. Đói ăn không được hơn á. Ở 14 rồi, còn 14. Dạ. Đây là đâu vậy? Hai nha các bạn. Đây là tiếp lùng đang uống trà xanh không đổi các bạn ơi. Sao 7:30 đi. Hello mọi người. Rồi cái gì nói với mọi người không? Mình hồi nãy nó mình rảo hết tiểu quá. Bây giờ hết á, hết tiểu rồi. Tiểu rồi. Lạnh rồi. Mình ăn cơm nha. Mưa cho em bả. Chút đó sơ sản rồi nè. Đợi cái nhà ba. Để có khách mây thì sao được. Ăn cơm đầy bụng ghê. Đến không mày. Ăn chứ. Rồi. Mình làm bạn nha các bạn. Đâu các bạn. Ừ. Sáng mình nghỉ rồi. Ừ. Tối ăn bánh mì, uống Pepsi á rìa. Hầu như đây là đây là em của anh hai nha các bạn. Cái này khỏi giới thiệu rồi, mệt quá. Hết dung lượng mình á.
Đây mình đang lên ăn cơm buổi sáng các bạn. Đây mâm mình thì có Hậu nè. Đây là Thiện. Kế bên Thiện là Kim Rod với Sepra. Đây có Thái với thầy Nam. Đây cái mâm kế bên đây là có anh Tính với Hiền với anh Nhinh. Anh Nhinh với ai vậy? Tara. Còn bên kia có anh Xin với VIP Lùng. À, giờ anh em mình sẽ mời tất cả các bạn cùng ăn với anh em mình nha. Đây là món đầu tiên nha các bạn. Món gì thầy? Món này heo quay. Không phải heo quay. Bánh hỏi gì đó. Cái thịt, thịt nướng hả? Thịt nướng các bạn. À, giờ anh em mình sẽ mời các bạn ăn với anh em mình. Đây món thứ hai các bạn. Đây là gỏi ngó sen. Có mực bạn ơi. Có mực, có mực. Tôm đó, có tôm đó.
bát đang lại quay sắp ra hư sắp bát phân hồ mối sắp bát tế hồ đá mối sắp bát ra đẹp chứ. Đây nha các bạn, thì sau khi tiếp khách xong thì ông chờ cho anh em mình là một cơn mưa các bạn. Đó, quá lớn các bạn ơi. Giờ anh em mình đang nằm nghỉ, và một xíu nữa anh em mình sẽ múa là tiếp người ta đem bông vô nha các bạn. Đó. Anh em đang nghỉ, đang nguyên ngày quá mệt các bạn ơi.
trên giường dưới đất gì cũng có các bạn. Hiện tại là mới 5 giờ mấy rồi các bạn, mà trời đen thui các bạn ơi. Mưa không biết có tạnh không nữa các bạn. Rồi, tối nay không biết anh em mình như thế nào nữa. Mình lấy cốt giang thải mình đi coi ké nè. Buồn luôn. Có tiết mục kéo ngang nó xíu nha. Thank you.
Cái 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 c